Dạ, chào anh chị em đang xem kênh LTK Bonsai ạ. Bữa nay cây kiểng Hùng Hằng mình về một clip phôi trang đủ màu anh chị em. Dưới được mấy cây mai nu chiếu thủy đặng keo để giao lưu anh chị em trên toàn quốc. Số điện thoại của vườn mình là 0939906192 cũng là số Zalo. Quê mình ở Bình Tân Vĩnh Long nha anh chị em. Cảm ơn anh chị em vừa qua cũng ủng hộ thật nhiều ha. Rồi bây giờ mình vô mã số 1 cho anh chị em tham khảo. Và mã số 1 là phôi trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. Phôi này lùng lực anh chị em ơi. Một gốc mở ra hai thân anh chị em. Rồi để mình đo chiều cao. Dạ, chiều cao là 19. Tổng cái củ này là 30 anh chị em. Dạ, mã số 1 giao lưu với anh chị em 500.000. Dạ, mình cũng bao ship toàn quốc anh chị em. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 2 là cũng trang vàng lá nhỏ anh chị em. Một cốt anh chị em ơi. Cây nhỏ mà nó già cây anh chị em. Dạ, chiều cao là 22. Dạ, nguyên cái củ này là 20 anh chị em. Để nở anh chị em. Dạ, mã số 2 giao lưu anh chị em cũng là 500.000. Dạ, mình đổi cây anh chị em. Dạ, mã số 3 cũng là trang vàng lá nhỏ anh chị em. Cây này một cốt anh chị em. Trắng trực. Dạ, chiều cao là 19 anh chị em. Dạ, hoành thân là 18 anh chị em. Dạ, mã số 3 giao lưu với anh chị em là 400.000. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 4 là trăng đỏ lá nhỏ anh chị em. Cây nhỏ mà quá trời một bệ cũ anh chị em ơi. Cây lùng lực anh chị em. Dạ, chiều cao là 10 phân anh chị em. Dạ, cái eo này 15 anh chị em ơi. Cái rễ ăn hết mặt bầu anh chị em. Dạ, hết mặt bầu này là 45 anh chị em. Dạ, mã số 4 giao lưu với anh chị em là 400.000. Dạ, mình đổi cây anh chị em. Dạ, mã số 5 là trăng cam lá nhỏ anh chị em. Cây này một cốt anh chị em. Dạ, chiều cao là 24 anh chị em. Dạ, hoành thân này là 18 anh chị em ơi. Củ nở. Dạ, mã số 5 giao lưu với anh chị em là 500.000. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 6 là chân đỏ lá nhỏ anh chị em. Cây này nó có dáng nghiêng anh chị em. Dạ, chiều cao 19 anh chị em ơi. Dạ, hoành thân bên đây 16. Đế nở anh chị em. Dạ, mã số 6 giao lưu với anh chị em là 450.000. Dạ, mình đổi cây. Mình bao xếp toàn quốc luôn anh chị em. Dạ, mã số 7 là trăng đỏ lá nhỏ anh chị em. Cây nhỏ mà già cây nha anh chị em. Dạ, chiều cao là 17 anh chị em ơi. Dạ, hoành eo là 14. Dạ, hoành cũ là 25. Dạ, mã số 7 giao lưu với anh chị em là bên này 350.000 thôi anh chị em. Mình bao xếp toàn quốc anh chị em. Dạ, mã số 8 là trang đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Cây này lùng lực anh chị em. Tai chi đều mà. Dạ, chiều cao 16 anh chị em ơi. Mình đo tổng cái cụm này nha anh chị em. Dạ, tổng cái cụm này là 19. Dạ, mã số 8 giao lưu với anh chị em là 450.000. Dạ, đổi cây. Và mã số 9 là trăng vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cây này một cốt anh chị em ơi. Chiều cao là 20. Dạ, hoành thân 15. Và mã số 9 Zalo với anh chị em là 400.000. Dạ, mình đổi cây. Và mã số 10 là trăng cam lá nhỏ nha anh chị em. Cây này quá già rồi anh chị em. Nó có dáng nghiêng nghiêng anh chị em ơi. Dạ, chiều cao là 24 anh chị em. Dạ, hoành thân này là 20 anh chị em ơi. Đế nở anh chị em. Dạ, mã số 10 giao lưu với anh chị em là 700.000. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 11. Hết chưa? Cái này là mã số 11 anh chị em. Là trăng vàng lá nhỏ anh chị em ơi. Cái cây này nó cũng có dáng nghiêng nghiêng anh chị em. Cây già cây anh chị em. Dạ, chiều cao là 25. Dạ, hoành thân là 17 anh chị em. Đế nở anh chị em ơi. Chưa có mồi được đó anh chị em. Dạ, mã số 11 giao lưu với anh chị em là 700.000. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mã số 12 là trăng vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cây lùng lực anh chị em. Củ, cây nào cũng có củ hết trơn anh chị em. Dạ, chiều cao là 20. Dạ, hoành thân là 18 anh chị em. Và mã số 12 giao lưu với anh chị em 500.000. Mấy cái này nứt nẻ là cây nó già nha anh chị em, chứ không có sao hết nha anh chị em. Mình đã xử keo hết rồi anh chị em ơi. Và mã số 13 là trăng vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cây lùng lực anh chị em ơi. Một cốt chữ dán trực luôn. Dạ, chiều cao là 19 anh chị em ơi. Dạ, hoành thân là 21. Đế nở anh chị em. Và mã số 13 giao lưu với anh chị em 550.000. Dạ, đổi cây. Và mã số 14 là trăng vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cây nào nó cũng có đế hết trơn anh chị em ơi. Dạ, chiều cao là 18 anh chị em. Dạ, hoành thân 17. Dạ, mã số 14 giao lưu với anh chị em 450.000. Dạ, đổi cây. Và mã số 15 này ướt chưa? Là trăng vàng lá nhỏ nha anh chị em. Cây này một cốt anh chị em ơi, nó ra nhiều cành anh chị em. Cho mình 50.000 đây. Không biết giá. Dạ, chiều cao là 18 anh chị em. Dạ, hoành thân 17 anh chị em. Dạ, mã số 15 giao lưu với anh chị em là 600.000. Dạ, mình đổi cây anh chị em. Dạ, mã số 16 là trăng cam lá nhỏ anh chị em. Cây này có cái dáng bay anh chị em. Mình bao cây sống khỏe luôn anh chị em ơi. Dạ, chiều bay nó 22. Dạ, hoành thân 16 anh chị em. Dạ, mã số 16 giao lưu với anh chị em là 500.000. Mình đổi cây anh. Và mã số 17 là chăn vàng lá nhỏ anh chị em. Cái này một góc mở ra hai thân anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 22. Hai cái thân này là 24 anh chị em. Và mã số 17 Zalo với anh chị em là 700.000. Lỗi cây anh chị em. Và mã số 18 chăn vàng lá nhỏ anh chị em. Đó mình để cái bông cho anh chị em xem đó. Dạ chiều cao là 20 anh chị em. Dạ hoành thân này 20 anh chị em. Nguyên cái bộ đế này là 37 anh chị em ơi. Quá trời cái bộ đế rồi. Dạ mã số 18 Zalo với anh chị em là 700.000. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 19 là chăn vàng lá nhỏ luôn anh chị em. Cây này lùng lực anh chị em. Dạ chiều cao 11 anh chị em ơi. Dạ hoành thân là 19 anh chị em. Đế nở nè. Dạ mã số 19 Zalo với anh chị em là 500.000. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 20 là chăn vàng lá nhỏ anh chị em. Này dán trực anh chị em. Dạ chiều cao 16 anh chị em ơi. Dạ hoành thân 19 anh chị em. Cây nào cũng đế nở chân anh chị em. Dạ mã số 20 Zalo với anh chị em là 550.000. Dạ mình đổi cây. Cái này hay. Không có để đó. Cái này đừng chút 21. Dạ mã số 21 để sau cùng là chăn 21 là chăn vàng lá nhỏ luôn anh chị em. Cây này cũng có dáng bay anh chị em. Dạ chiều cao là 22. Dạ hoành thân 16. Dạ mã số 21 giao lưu với anh chị em là 500.000. Dạ mình đổi cây. Số điện thoại của vườn mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo anh chị em. Dạ mình cũng cảm ơn anh chị em vừa qua ủng hộ rất nhiều ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục là mã số 22 là chăn cam lá nhỏ anh chị em. Dạ chiều cao 25. Đế nở nè anh chị em. Cây nào cũng có đế chứ. Dạ hoành thân là 15. Anh đo nguyên cái hoành đế nó ăn hết cái mặt bầu anh chị em ơi. Nguyên cái hoành đế này là 39. Mã số 22 giao lưu với anh chị em 500.000. Đổi cây. Và mã số 23 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Và chiều cao là 16 anh chị em. Và hoành eo là 15. Và mã số 23 giao lưu với anh chị em là 400.000. Và mình đổi cây. Và mã số 24 là chăn vàng lá nhỏ anh chị em. Này một góc mở ra ba thân anh chị em. Dạ chiều cao 19 anh chị em ơi. Dạ hoành thân là 17. Và mã số 24 giao lưu với anh chị em 450.000. Mình đổi cây. Và mã số 25 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cây này lùng lực anh chị em. Chiều cao là 18 anh chị em. Dạ hoành thân là 16 anh chị em. Cây nào đế cũng nở chân anh chị em. Và mã số 25 giao lưu với anh chị em là 400.000. Mình bao ship toàn quốc, mình cũng bao sống cho anh chị em trong vòng 2 tháng rồi. Và mã số 26 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cây này cũng một gốc, nó cũng có duyên nè anh chị em. Dạ chiều cao 19 anh chị em ơi. Dạ hoành eo này có đo quá, hoành eo này 15. Đo cái đế này thì 27 anh chị em. Đế nở nữa đó. Dạ mã số 26 Zalo với anh chị em 450.000. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 27 là cũng chăn đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Nỗi này lượng nhất cũng số 5 lộn ta. Dạ chiều cao 16. Bình em nó 16 luôn anh chị em. Dạ mã số 27 giao lưu với anh chị em là 450.000. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 28 là chăn vàng. Chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cây này lùng lực anh chị em ơi. Mình mới về khai thác sơ sơ anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 14 anh chị em. Tổng cái hoành là cho 21 anh chị em ơi. Đế nở nè. Dạ mã số 28 giao lưu với anh chị em 500.000. Mình đổi cây. Và mã số 29 là trang đỏ lá nhỏ anh chị em. Dạ chiều cao 18. Dạ hoành thân là 16. Quá trời cái đế này anh chị em. Và mã số 29 giao lưu với anh chị em là 450.000. Dạ mình đổi cây. Và mã số 30 là chăn vàng lá nhỏ anh chị em. Cái này một cốt mở ra hai thân anh chị em. Dạ chiều cao 18 anh chị em. Dạ hoành thân là 17 anh chị em. Và mã số 30 giao lưu với anh chị em là 450.000. Và mã số 31 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cây này cũng lùng lực anh chị em ơi. Đế nở. Dạ chiều cao 15. Dạ tổng cụm nó thì cho 23 anh chị em. Dạ mã số 31 Zalo với anh chị em là 450.000. Cặp con. Cặp. Dạ mã số 32 cặp. Dạ. Là chăn cam lá nhỏ nha anh chị em. Con khỏi ghi nữa mình nắm đi. Rồi cái này một cốt anh chị em ơi. Dạ chiều cao 24 anh chị em. Mình đo cái eo này 15. Nguyên cái đế này thì 36 anh chị em. Dạ mã số 32 giao lưu với anh chị em 450.000. Mình đổi cây. Dạ mã số 33, cái này mình lên cặp nha anh chị em. 33 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em ơi. Cặp này giống nhau nè anh chị em. Lùng lực nè anh chị em ơi. Đế nở hết trơn anh chị em. Sao cáp tầm phải ngon như giúp. Cái này cặp mà. Rồi để mình đo nha anh chị em. Dạ chiều cao 14, bên đây 15. Hai cây này đế nở nè anh chị em. Dạ hoành eo này 14 nha anh chị em. Nguyên cái củ nè anh chị em ơi. Nguyên cái củ này 36 anh chị em. Cái này mình lên cặp đi tại cặp này giống nhau. Cái củ này cũng 36. Rồi mã số 33 mình giao lưu với anh chị em là 750.000. Dạ mình đổi cây nha anh chị em. Chưa vẽ đấy. Chưa vẽ. Dạ mã số 34. Cái này 33 rồi. 34 là cái này là trăng vàng, một cây trăng vàng, một cây trăng đỏ anh chị em. Cái này cũng lên cặp anh chị em ơi. Bên đây là cây đỏ anh chị em, cây bên đây cây vàng. Dạ chiều cao 14 anh chị em, cây bên đây là 18. Cái này chắc lộn cây. Dạ nguyên cái hoành thân, hoành eo này 17. Dạ cây bên đây 16 anh chị em. Dạ mã số 34 cái này giao lưu với anh chị em cũng là 750.000. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 35. Cái này sao mà mã số 35 là để coi em, hai cây đỏ hết nha anh chị em, cây nào cũng nở đế hết trơn anh chị em ơi. Dạ chiều cao 14 anh chị em, cây bên đây 15, hoành eo thì 17 anh chị em, hai cây này giống nhau đó anh chị em ơi. Dạ nguyên cái hoành eo này thì cho 38. Cây bên đây nhỏ hơn chút mà cũng đẹp nên anh chị em. Dạ mã số 35 giao lưu với anh chị em cũng là 750.000. Rồi mã số 36 là trăng cam, bên trăng sen Nhật anh chị em, mình lên được về 4 cặp. Trăng sen Nhật này mình cũng có số lượng nhiều, trăng đỏ, trăng vàng cũng có số lượng nhiều anh chị em. Dạ chiều cao là 17, cây bên đây là 16. Dạ hoành cũ 16 anh chị em. Dạ cây bên đây 15. Dạ mã số 36 giao lưu với anh chị em là 700.000. Cây sống khỏe anh chị em ơi. Dạ mã số 37 cũng là cặp sen Nhật anh chị em. Cặp này lùng lực anh chị em. Dạ chiều cao 16, cây bên đây 15. Mình đo đại khái con cũ nó tương đương với nhau đó anh chị em. Cũ này 14 anh chị em. Dạ mã số 37 giao lưu với anh chị em 600.000. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 38 cũng là cặp sen Nhật luôn anh chị em. Cặp này lùng lực anh chị em ơi, cây sống khỏe. Chiều cao 15, bên đây cũng 15. Dạ hoành cũ thì 16, bên đây tưa nhỏ hơn tí. Dạ mã số 38 giao lưu của anh chị em cũng 700.000. Dạ mã số 39 là trăng sen lá nhỏ anh chị em, là sen Nhật đó. Chiều cao 14, cây bên đây nhỏ hơn. Dạ hoành eo 13. Dạ mã số 39 giao lưu với anh chị em 600.000. Dạ mình đổi cây. Mình còn 3 cây nu chiếc thủy anh chị em. Dạ mã số 40 là mai chiến thủy đặng keo anh chị em. Dạ chiều cao là 86 anh chị em. Dạ hoành thân là 18. Mai chiến thủy đặng keo, cây sống khỏe anh chị em. Dạ mã số 40 giao lưu với anh chị em 700.000. Dạ mình đổi cây. Dạ mã số 41 là cũng mai chiến thủy đặng keo anh chị em. Vườn mình cũng có số lượng nhiều, mình lên vài cây để cho anh chị em tham khảo. Dạ chiều cao là 58 anh chị em. Dạ hoành thân là 17. Quá trời cục anh chị em. Dạ mã số 41 giao lưu với anh chị em cũng 700.000. Đổi cây. Dạ mã số 42 cũng là mai chiến thủy đặng keo anh chị em. Là cũng mã số cuối cùng anh chị em. Dạ chiều cao 70. Dạ hoành eo thì 17. Dạ mã số 42 giao lưu với anh chị em là 550.000, cũng là mã số cuối cùng. Dạ cuối clip xin chúc cho anh chị em một ngày mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Số điện thoại của vườn mình là 0939906192, cũng là số Zalo. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Hẹn anh chị em clip sau sẽ gặp lại và chào anh chị em ạ.